Có chị ơi, nhưng mà đợi một chút nữa nó ở bên hàng chạy bên kia á. Hello, hello mọi người. Đợi chút đó chị ơi, để cho mọi người vô cái chứ. Ok, ai xem chim giúp em xin một chấm nha chị. Chấm giùm em cái. Này mạng nó không gì, mạng nó không có độ em rồi. Đâu hết rồi, mọi người đâu rồi? Chắc mọi người chưa hay đó chứ ơi, từ từ bị nhèo vậy ta. Ok, vô tiếp mọi người, vô tiếp mọi người. Thu Nguyễn Thị Thanh. Còn nghe không mấy chị? Giúp em chấm chấm tương tác đó mấy chị. Ba rồi, từ từ vô 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 vô. Trúc Linh nhìn giùm anh bao nhiêu mắt hả Trúc Linh? Rồi sẽ bán đi. Bao nhiêu bán bao nhiêu hả mấy chị? Bao nhiêu mắt hả ta? Ba trái cà. Tớ hù. Rồi ba trái này bán rẻ luôn mấy chị ơi. Ba trái bán cho mấy chị là 40k, mã 40, ai lấy chốt em mã 40. Không nghe rõ hả? Để em bật lên. Lo. Em bật lo luôn. Rồi rõ chưa mấy chị? Nghe rõ chưa? 3 cái 40. Ồ, 3 cái 40k mã 40, chốt em mã 40. Bị cái gì thôi. Hẹn bữa nay. 3 cái 40.000. Như sao? Nghe rõ chưa mấy chị? Chiến lam củ cải nè mấy chị ha.
Lam của dền của cải gì đó. Chuyện của nó nè. 4 cái, 4 cái bán 50 mã 50 chốt em mã 50. Ủa 5 cái chứ lộn, 5 cái 50 mã 50 chốt mã 50 giùm em. À lấy thầm em mã 50. 5 cái 50 mã 50 chốt mã 50. Chén lam có 10 nghìn cái không chịu. 5 cái 50 nghìn. Không nghe rõ hả chị? 5 cái 50 mã 50 ai chốt chốt giùm em mã 50. Rõ chưa hả chị? Nè 5 cái lam này 50 nghìn mã 50 chốt mã 50. Nó bị gì ta? Mới ra mạng sao á. Rồi một cái đĩa Baxter nè. Một cái đĩa Baxter ha. Đĩa này để ý. Đĩa này em bán cho mấy chị là 45k mã 45 ai chốt chốt em mã 45. Dĩa size to 45.000 mã 45 chốt em mã 45. Rồi. 45.000 size của nó là size 23 nha, 45 chốt thì trang. Đó, vô lại coi. Từ từ nghe mấy chị. Chén chú tiểu 20.000 mã 20 chốt mã 20. 20.000 mã 20 chốt giùm em mã 20. 20.000 mã 20 chốt mã 20. Ai lấy comment giùm em mã 20. Chén lam chú tiểu 20.000. Cái ly dưới cái dĩa kìa. Em đâu thấy đâu chị. Em đâu thấy cái ly này dưới vậy đâu. Cận hồi nó lên tới thì em bán ha. Đây mấy chị một cái cute nha. Baker gì đó. Không cái ly này. À cái ly. Ly màu ok. Rồi cái chén này bán 15.000 mã 15. Ai lấy chốt em mã 15. Baker. Là bộ của Quế nè Quế ơi. 5 cái 50 mã 50 chốt mã 50. 5 cái 50.000 mã 50 chốt mã 50. Ly chút ly này bán 25.000 mã 25 chốt mã 25. 5 cái 50 mã 50. Ly đó 25.000 mã 25. 25 chốt cho BM Vũ. Bán từ từ nha mấy chị. Rồi ba cái chấm cá 35.000 mã 35 chốt giùm em mã 35. Ba dĩa chấm cá 35.000 mã 35 chốt mã 35. Và cái dĩa này là dĩa xưa, dĩa dĩa cái lam xưa mấy chị 1989 ai sinh mà 1989 35 chốt mìu. 199 mua này được nè nha. Rồi chuyện của nó nè. Dĩa này là dĩa của thằng thằng gì đây ta? Dĩa Âu nha mấy chị. Dĩa này em bán 36.000 mã 36 chốt em mã 36. Ai lấy comment giùm em mã 36. Ba sáu mìu. 35 36 là 71 đi mìu ơi. 35 cộng 36. Cặp dĩa lam này em bán cho chị là 30.000, ai lấy comment cho em mã 30. Chuyện đó nè. Cặp dĩa lam 30.000, ai lấy comment cho em mã 30. Thiên Thanh sao Thiên Thanh rồi.
cặp chén cơm lam đẹp xịn sò luôn cái chị ơi, mà cái này nó bị lỗi rồi, bán 20.000 tặng cái, ai lấy comment mã 20 kèm mã tặng nha, cái 20.000 kèm mã tặng, 30 chốt cho Thiên Thanh. Ủa lam đâu Thiên Thanh? Hai mươi chốt Thu Nguyễn Thị Thu, Thu Nguyễn Thị Anh chứ, Thu Nguyễn Thị Thanh. Không cả Yến Nguyễn mình nhớ ai rồi. Giờ Yến Nguyễn mới biết là ai. 20 là chị Thu Nguyễn Thị Thanh. Để em chúc mấy chị có hơi chậm một chút thông cảm nha. Dạ dạ để em cái chị thông cảm giùm em. Rồi bộ tô nè, bộ tô mỗi tô là một bông hoa nha chị nè, mỗi tô là một bông hoa đẹp lắm mấy chị ơi, xịn sò. Bộ này 4 cái bán 100.000, mã 100 chốt giùm em, mã 100. 4 cái 100.000, mã 100, size 14,5. Cái chén lam hoa ở dưới đi ăn. Cái chén lam hoa này hả tính. Trời đẹp quá, 20.000 mã 20 chốt mã 20. 100.000 chốt cho nhà vườn. Hai mươi là tính là bữa nay mình chiến đấu một bữa cho hết mấy thùng của em coi mấy chị ơi, cho nó hết cho rồi. Rồi nó chốt xong là lên hàng khác bán. Là tính là rồi, đây có cắt ha. Ha ghi có cắt có chuyện luôn. Rồi em bán rẻ luôn cho mấy chị nha. Bữa nay em bán tại buổi này em bán rẻ luôn. 20.000 một cái, mã 20 kèm số lượng, em có 10 cái. Không có 9 cái này, chứ không có 10 cái, lộn. 20.000 một cái chén Hagi, chốt giùm em mã 20 kèm số lượng, em có 9 cái, 24 9 cái. Lấy hết nguyên bộ cầm em mã 108. Ừ có cái cây gỗ kìa Thanh ơi Thanh, mà không biết nó nằm ở đâu rồi. Có cây gỗ đẹp lắm Thanh. 108 chốt nhà vườn. Để một chút anh IP cho, anh có cái cây gỗ đẹp lắm, cái cây gỗ mà nó có hai cái dành nữa, hai cái tay hai bên nữa. Chút anh IP cho nha. Có cây gỗ mà quên, không thể quên cái vụ xâm hỏi cây gỗ. Có cây gỗ đẹp lắm, cây gỗ hay đó đựng trà là xuất sắc luôn. Rồi cái ly này 15.000, ai lấy comment giùm em mã 15. Ly 15.000 mã 15. Rồi một cái Hagi, cái Hagi này 10k thôi, mã 10 chốt mã 10. Ố ra Sino 10.000 mã 10. 11.000 mã 11 chốt mã 11. 15 và dừa. Mã 10 chốt chị Bi em Vũ. Mã 11 chốt cho Thu Nguyễn Thị Thanh.
Rồi cái chén cái ủa cái ly ngũ sắc phải con chim với chị. Ly này bán cho chị là 20 nghìn mã 20, chốt giùm em mã 20. 20 nghìn mã 20, chốt mã 20. Nghe rõ không? 20 nghìn mã 20, chốt giùm em mã 20. 20 chốt thiên thanh. Ok mà mấy chị. Cái ly lam nó đẹp quá. 20.000 mã 20 chốt 20. Rồi dĩa lam nè mấy chị. Dĩa lam kè cảnh Noel nha, nó bị dơ nha. Đây, rồi em bán cho mấy chị dĩa lam này 30.000 thôi. Ai lấy comment giùm em mã 30 chốt mã 30. Ôi nó đẹp. Trời nó đẹp. 30.000 mã 30 chốt giùm em mã 30 của dĩa lam đấy nha. Rồi một cái tô. Tô men tiêu cốt xưa nha mấy chị. Tô lam cốt xưa men tiêu. Tô này em bán 35.000 mã 35. Tô mộc chứ. Tô mộc vẽ lam, vẽ trái cà. Tô đó bán 35.000 mã 35, chốt em mã 35. Rồi một tô cá, tô này bán 40.000 mã 40, chốt mã 40. 35 chốt Thu Nguyễn Thị Thanh. Chốt cho chị luôn nha là 75. K cặp tô này đẹp xuất sắc. Cái ly đó với nãy cái ly nào đó một cặp nữa ta. Rồi 15.000 luôn mã 15, chốt em mã 15 cho nó nhanh nè. 15.000 mã 15. Cái ly này 16.000 mã 16 ly mộc. Ai lấy comment mã 15 16 lấy hết nguyên cặp comment mã 30. Một cặp 30.000. Lấy lẻ thì cái nào cái 15 cái 16. Cặp này bán 50.000, mã 50 chốt mã 50 luôn. Cặp dĩa lam đó anh bán 50k mã 50 chốt em mã 50. Bán rẻ cho nó hết luôn. 50.000 cặp dĩa lam đó nha mấy chị, ai lấy comment mã 50 giùm em. Đẹp xịn sò. 50.000 mã 50 chốt mã 50. Tay mới đẹp nè. Dĩa lam xưa. Dĩa này là dĩa size to. Chuyện đó, cặp này em bán cho mấy chị là 80.000 mã 80, ai lấy comment giùm em mã 80 một cặp. Một cặp dĩa này 80.000 mã 80, chốt giùm em mã 80. Đường kính của nó là 20 đúng luôn. 80.000 một cặp dĩa lam, đẹp chưa? 80 chốt nhà vườn. Mã 80. Rồi dĩa hoạt hình dĩa này bán 20 mã 20 chốt giùm em mã 20. 20.000 mã 20 chốt mã 20. Rồi cái dĩa ngũ sắc bán cho mấy chị là 21.000 thôi mã 21 chốt hả 21. Nghìn nhà vườn. Hai mốt chốt Thu Nguyễn Thị Thành.
Rồi một cái tô mấy chị, tô lam vả cảnh, dĩa chứ gì, lộn dĩa sao lòng, size này chắc size 20 quá. Đúng rồi, size 20, đây chuyện của nó là nha. Cái dĩa này em bán cho mấy chị là 40.000, ai lấy chốt em mã 40. Dĩa lam cảnh, đẹp xịn sò mấy chị ơi, chuyện mà 40.000 mã 40, chốt mã 40. Ai lấy không em thì em mã 40. 40 chốt nhà vườn. Trời ơi, cái tô, cái chén nó đẹp rồi mấy chị. Chén này bán 20.000 mã 20, chốt em mã 20. Ai lấy comment giùm em mã 20, chốt mã 20. Ôi, bộ này đi chung với bộ dĩa nè. 20 chốt cho Thu Nguyễn Thị Thanh. Bộ 4 cái tô, 4 cái. Đây chuyện của nó. Rồi 4 cái này bán 100.000, mã 100, ai lấy comment mã 100. 4 cái tô lam bán 100.000, mã 100, chốt em mã 100. Một trăm chốt ngày vườn. Tô găng cưa gì? Ở trên cái tô lam ok, đánh coi. Này phải không? Này Hà Tính, 20.000 thôi, Tính ơi, mã 20 chốt mã 20. Một cái tô Kutani, tô này em bán cho mấy chị là 30.000 mã 30, chốt cho em mã 30. Kutani xưa vẽ hoa đào 30.000 mã 30, chốt mã 30. 20 Thu Nguyễn Thị Thanh. Tính sao rồi, tính 30 Thu Nguyễn Thị Thanh luôn. Bộ ba cái chén mộc là mấy chị, 1 2 3. 3 cái bán nhiêu đi giờ trời, 3 cái bán 35.000 mã 35, chốt mã 35. Ba cái chén mộc em bán 35.000, ai lấy comment cho em mã 35. Đẹp lắm mấy chị. Một bộ ba cái ba màu 35.000. Mã 35 chốt cho em mã 35. Hay điện thoại đâu? Còn có ba mắt vậy. 35.000 nha mấy chị, mã 35 chốt em mã 35. Có hai mắt kìa, cái ao từ không dám đâu, nó bị ẩn rồi đó. Sao kỳ vậy, bị đá ao hả? Không có đâu. Thôi cái này còn hai cái nữa nè Quế ơi, hai cái này là hai cái tô hơi nhỏ một chút ha, bán em cái này 40.000 nè Quế ơi, mã 40 chốt mã 40. Đủ bộ luôn nha Quế ơi. Ẩn mắt đó. Nghe Quế lấy cặp nè. Phan chị cái này là của ai ta? À đúng rồi, cô chị, đúng rồi, xin lỗi nha chị. Em xin lỗi nha. Ồ, ok, vậy chốt cho chị Thu Nguyễn Thị Thanh. Bị ẩn mắt. 40.000 hai cái mã 40. À Quế, Quế nó xuất hiện cái nào Quế ơi, nó xuất hiện ba cái nào Quế ơi, 60 mã 60 Quế.
60, mã 60 chốt mã 60. Ba cái chốt hơi quế nha, cho đủ bộ nha. Đây rẻ rề rồi. Trời, vô bộ này mới đã đó quế à. Ở cái này cái nữa nè. 4 cái. Nó mất tiêu rồi. Này mấy chị, một bộ nó 4 cái nha. Rồi 4 cái em bán cho mấy chị là 50.000 thôi, mã 50, ai lấy hết mã 50 giùm em nha. 50.000 4 cái chén. Chén này chén ăn chè nè mấy chị. 4 cái chén chè 50.000. Mã 50, ai lấy comment giùm em mã 50. 50 chốt nhà vườn. Ha, 3 cái không lấy, 4 cái lấy nha. Cặp tô ngũ sắc. Chuyện đó luôn, cặp này em bán cho mấy chị là 120.000, ai chốt chốt giùm em ở 120. Cặp tô ngũ sắc 120.000, đường kính của nó là 16, cao của nó là 10. Em bán cặp này 120, ai chốt chốt em ở 120 cặp tô ngũ sắc. 120.000. Quá rẻ, chị cái 60k. Đúng không? Rẻ quá mà còn gì nữa. 120 chốt ở 120. Thôi sale luôn, bán 100.000 mã 100 rồi. Ai lấy comment mã 100 một cặp tô ngũ sắc chân cao nè mấy chị. Tô to, cao 100.000 mã 100. Chốt em mã 100. 100 mà chị Thu Nguyễn Thị Thu Thanh ơi, lỡ rồi. Thiên Thanh sao em ơi. Rồi em bán cho mấy chị một cái tô hoa nè, một tô lam. Chuyện của nó nè nha. Rồi tô này bán cho mấy chị là 30.000, ai chốt cho em mã 30 một cái tô lam. 30.000 mã 30 chốt cho em mã 30. Rồi một cái dĩa anh luôn mấy chị, hàng Westwood, dĩa này em bán 25.000, mã 25 chốt giùm em mã 25. 30 chốt nhà vườn. Hai mươi lăm chốt nhà vườn. Ghi vịt chị chết ở bộ này, bộ của anh Hoàng Thanh rồi. Thôi để cắt chặn đi. Dĩa gỗ nhà Thiên Thanh 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái lấy em 20.000 thôi Thiên Thanh ơi. Mã 20 chốt mã 20 nguyên set nè. 20.000 mã 20 chốt mã 20. Không phải quế. Không phải bộ ly của chị Hương Nguyễn. Bộ ly của Nguyễn Hoàng gì đó. Hải Nguyễn Hoàng gì đó. Vô comment rồi cái không có, không thấy nữa. Nhưng mà sáng anh Hoàng Khanh anh mua mấy món á, anh mua 3 món 120 đó. Hương Nguyễn Hoàng hay Nguyên Hương gì đó không biết, không nhớ nữa. Rồi cái dĩa này luôn, dĩa này bán 35.000 thôi, mã 35 chốt em mã 35. Chuyện rồi mấy chị, 35k mã 35 chốt em mã 35 nha. Một dĩa lam vẽ trái cà 35.000 mã 35 chốt giùm em mã 35. 35 chốt cho nhà vườn. Cái gì đây? Một chồng một khúc đây. Trời ơi, ai lấy đây? Bây giờ chị Quế cũng mua cái này mà chị Bi em Vũ, chị gì? Chị Thu Nguyễn Thị Thanh cũng mua cái này. Bây giờ em có 3 cái dĩa này, 3 dĩa này em bán cho mấy chị là 85.000 mã 85 chốt em mã 85. Một set 3 dĩa cùng bộ luôn. 85.000 mã 85. 85.000 3 cái dĩa. Size 20. Vô bộ nghe chị Thu Nguyễn Thị Thanh ơi.
lấy không, lấy cho đủ nè. Tám mươi lăm nghìn, mã 85, chốt em mã 85. Chị Thu lấy không? Chị Thu quế như có rồi á, quế chiều lấy rồi á. Ủa mua rồi bốn cái hả? Vậy là hai ba cái này ế hả? Rồi ba cái này ế luôn, bán luôn 80, mã 80 đó, ế bán 80. Đắt bán 85 là 5.000. Ế bán quỳ vốn. Ai lấy luôn nha, 80.000, ba cái mã 80. Sai 20 nha mấy chị. Cặp tu lam này bán cho mấy chị là 75.000, mã 75, chốt giùm em mã 75. 75k mã 75 cặp tô. Cặp tu lam 75.000 mã 75, chốt em mã 75. Tô này to nha mấy chị. 75 chốt chị Thu Nguyễn Thị Thanh. Chị Thu là. Chị tên Thu hả chị Thanh? Chị Thu. Hay là tên tên Thua Thanh, đừng biết kêu nó dễ. Trời ơi nó đẹp. 45.000 mã 45, chốt em mã 45. Mộc cốt xưa vẻ lam. 45.000 mã 45, chốt em mã 45. Tô nhà vườn 45. Chị Thu sao? Trời ơi nó đẹp. Má ơi. Này khắc nha mọi người, cái này là khắc nha. Mèo ơi khắc nè mèo ơi, khắc hoa đào. 40.000 mã 40, dĩa sâu lòng. Khắc hoa đào 40.000 mã 40, chốt mã 40. Giường. Sao quế rồi. Trời ơi cái lam nó đẹp kìa. Cái oval. Rồi cái lam nó bán cho chị 50.000 mã 50, chốt mã 50. To nha mấy chị ơi. Cái dĩa này to nè, dĩa oval. 50.000 mã 50, chốt em mã 50. Hàng xưa nè. 50 chốt Thiên Thanh, xuất sắc em ơi, lâu lâu em chốt cái món này xuất sắc luôn. Ôi. 70.000 mã 70. Xưa viền sô cô la. 70.000 mã 70. Cái dĩa đó chốt em mã 70. Bảy mươi nhà vườn xuất sắc. Xuất sắc cái dĩa này luôn. Cái này chắc bộ kia nữa quá. Rồi y chang ô gỉ luôn. Một bộ luôn. Coi 4 x 4. 4 cái dĩa to, 4 cái dĩa dừa. Rồi cái này là gì? 3 cái dĩa chung. Đó mấy chị, tổng cộng là coi 4. 4 4 là 8, 8 x 3 11. 11 cái bán nhiêu giờ trời? 250. Chốt nguyên bộ 250.000 mã 250. Ủa Phan. Phan nghe. Đúng rồi. Đúng rồi, 250.000 chốt Thiên Thanh.
xuất sắc luôn, một bộ luôn. Trời ơi, ở đâu kiếm ra bộ này đây? Rẻ. Rồi hết thùng này tới thùng bên đây, đây em cái em về về từ từ lại nó mới kìa. Một thùng nữa ra đi. Rồi hũ dâu, hũ dâu này bán 30.000, ai chốt chốt em mã 30. Hũ trái dâu 30.000, mã 30. Ok ok, vậy sửa lại cho Yến Nguyễn đúng không? Mới Yến Nguyễn với Thanh Trung mà Thanh hả? Hai mươi lăm nghìn mã 25 chốt em mã 25 chuyện. 25k mã 25 ai chốt chốt em mã 25. Cặp tô cặp dĩa nè, hồi chiều em bán là 180, bây giờ em bán 160, hai chốt chốt em 160. 160.000. Một cặp mã 160. Ok, đường kính là 22 nha mấy chị. 160. Pha lê em không có anh ơi, pha lê em không có soạn nè. Real đẹp lắm mấy chị ơi, một cái có 80.000 nè. Ai lấy comment mã 80 hoặc lấy hết nguyên bộ comment mã 160 giùm em. Chị không lấy em cắt thiệt á. Mọc cốt dày nè mấy chị xem nè. Chuyện đó nè, thấy chưa? Một cái 80. Trời, chị Thu Hương nãy giờ mới thấy. Một bình hoa, bình này bán cho chậu trồng cây với lộn, mấy người cắm hoa cũng được, mà em nghĩ trồng cây hay hơn. 70 mã 70 chốt mã 70, trồng cây 70.000 mã 70 chốt mã 70. Cặp dĩa anh, cặp này bán luôn, đây chuyện của nó nha. Cặp này coi bán cho mấy chị nhiêu, và cặp này bán 150. Ôi lộn, bán mắc rồi, bán mắc rồi. Cặp này bán 100.000, cặp này bán 101. Ai lấy comment hết hai cặp thì comment mã 200, 4 cái. Cặp dĩa cảnh Âu, cặp này 100. Mã 100 chốt mã 100. Cặp này bán 90 thôi, mã 90 ha. Nè Thiên Thanh ơi, hai cái gỗ này, hai Thiên Thanh ơi. Hai gỗ này bán 30.000 Thiên Thanh ơi, mã 30. Hai cái chén tôm gỗ 30.000 mã 30. Có chốt thì comment giùm em mã 30. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Xà cừ Đức 20.000 thôi, mã 20 chốt mã 20. 30 Thiên Thanh. Còn hai thùng này nhanh lắm mấy chị. 20 giường.
15.000 mã 15, chốt mã 15. Một cặp ly lam này bán 40.000 mã 40, cặp thách lam 40 mã 40, chuyện của hàng Hu Gia 40.000 mã 40. Ai chốt cho mày mã 40? 40 chốt nhà vườn. Phú Nguyễn sao? Bộ dĩa sâu lòng mấy chị ơi. Mờ quá. Mờ quá. Để em chút cho em lên năng lượng. Bộ này mấy chị. Bộ này viền sô-cô-la. Bộ này em có 4 cái của Adam Eva nha. Adam về Eva. Bộ này 4 cái. 4 cái bán 100k mã 100. Ai chốt chút em mã 100. 4 cái tô. Ủa, 4 cái dĩa sâu lòng của Adam Eva bán 100k mã 100. Ai chốt chút em mã 100. Dĩa này của double phonix, dĩa này bán cho chị làm 20.000 mã 20, chốt mã 20. Và một tô sino luôn. Tô này có chuyện này nghe. Ồ, không. Tô này là sino. Tô to mấy chị. 20 chốt Ý Nguyễn, David Thái sao size 20. Và cái tô này em bán cho mấy chị rẻ luôn 120, ai chốt chốt em mã 120. Mấy chị không lấy nữa em nghỉ luôn, nghỉ bán luôn. Đúng rồi em. 120 cái tô. 120. Rẻ luôn, bao rẻ luôn. Rồi cái này mấy chị, đừng trộn salad, đừng xào giấm gì nữa, đừng gì đừng ha. Hồi chiều bán 150 giờ rồi, cái này bán luôn cho mấy chị luôn 110.000. Ai lấy mã 110? 110.000 to chà bá luôn nha mấy chị. Tính từ quay này tính quay kia là size 30 đó. Bán 110 mã 110. Cặp dĩa tôm. Ba chân. Cặp này bán 50.000 mã 50, chốt giùm em mã 50. 50.000 mã 50, chốt giùm em mã 50. Quá đẹp. 50 chốt cho Jin. Nào mấy chị, bộ măng ha, bộ măng hai quai. Bộ này có 4 cái. 4 cái đã bán luôn 110.000 mã 110. 4 cái hai quai này mấy chị, em bán 110.000 chốt mã 110. Ok em, ok ok. 110.000. Ai lấy comment giùm em 110. Đường kính là 18 nha. 110 chốt ngày vừa. Ok, mai em chốt bill cho mai nghỉ ra ăn bữa. Mai chốt bill khói hàng cho mọi người đi cho nó rồi. Rồi tô hoa tím nha mấy chị. Hoa tím oval nha. Cái hình thức của nó là oval nha, tô nha. Đường kính là 24. Rồi em bán rẻ luôn cái 35.000 mã 35 kèm số lượng, em có 3 cái. 35.000 cái. Ai chốt chốt em mã 35 kèm số lượng. Tô oval to mấy chị, hoa tím 35.000 cái. Mã 35 kèm số lượng giùm em. Kèm số lượng. Lấy nguyên bộ comment mã 100. Đẹp quá nha mọi người, em cho mọi người xem nè.
Chuyện là Narumi. 3 cái 100.000 mã 100 chốt mã 100. 100 chốt nhà vườn. Bộ bốn cái dĩa nè mấy chị, bốn cái dĩa, bốn cái viền vàng còn mới cáo luôn. Rồi bốn cái bán 60, ai lấy hết comment giùm em mã 60. Có bốn vị trắng gợn nè mấy chị, kiểu bốn cái 60 mã 60 chốt mã 60. Dạ dạ cô Miều, 60 chốt nhà vườn. Lỗi của anh Miều ơi, xin lỗi nha Miều. Duyên sao chị đứng thinh vậy chị Thu Hương, chị không chốt hàng giùm em chưa chị Hương, mà em bán ế. Rồi cái dĩa này luôn mấy chị ơi, đẹp xịn sò 35.000 mã 35 chốt em mã 35. Đường kính to nha mấy chị. Mã 35, đường kính của nó là 23,5. Em bán cái dĩa này 35.000 mã 35 chốt em mã 35. À trời ơi, khổ quá. Ok thôi xin lỗi hết mọi người đi. 35k mã 35 chuyện của nó là nghe quên. Bên đưa cho mấy chị coi chuyện 35.000 mã 35. Tôi chào bán. Ai chốt cho em mã 35 ngôi nhà. Một dĩa ngũ sắc xưa. Cái này là xưa thiệt kìa, xưa luôn á. Cái coi còn nhiêu phần trăm pin đi trời. 28. À xưa thiệt kìa xưa. Trời ơi chúng mày ơi. Đây mới bị mẻ luôn mấy chị ơi. Mới mẻ xíu luôn. Rồi bán sao giờ trời. Rồi bán rẻ luôn 50.000 mã 50, ai lấy comment mã 50. Một dĩa ngũ sắc to cho bá luôn, mẻ xíu. Mẻ thì biết tìm ai đó mọi người, tìm tính. Đường kính là 26 nha. Em bán dĩa này 50.000 mã 50 chốt cho đủ quế. Ai chế, chế cũng đẹp mà. Rồi cặp này luôn mấy chị ơi, cái dĩa to chà bá luôn mấy chị. Hai cái, một cái dĩa to một cái dĩa nhỏ. Một cái to của nó là 28, cái dĩa nhỏ của nó là 20. Cặp này em bán rẻ cho mấy chị hết hồn luôn, 40.000 mã 40 chốt cho em mã 40. Ôi lơ bán lộn rồi. 50 mà nó 40 hơi cỡ là 40.000 mã 40 nha. Cặp dĩa này mã 40 chốt mã 40. Chị cũng đẹp mà sao chị, tại sao chị lại khen người khác đẹp là sao? 40 chốt Thiên Thành. Cặp dĩa này 40 đẹp xịn sò luôn Thiên Thành ơi. Mã 10. Chén này 11.000 mã 11, ai chốt cho em mã 10 11. Ok chị, cảm ơn chị. Rồi cái ly này em bán cho mấy chị là 15k mã 15 chốt em mã 15. Em kêu chị mở tiệm gốm với chị không chịu. 15.000 mã 15. Rồi cặp dĩa này 35k mã 35 nha mấy chị, viền này là viền xà cừ nha. 35.000 mã 35 chốt em mã 35, cặp dĩa to chà bá luôn. Mã 10 chốt cho Yến Nguyễn. Mã 15 chốt cho Yến Nguyễn luôn.
cặp dĩa thôi bán mấy chị 30.000 thôi, mã 30 nha, ai lấy comment 30 cặp dĩa nha. Cặp dĩa size to size hai mấy đó mấy chị, em bán 30.000. Bình gì chị? 30 quế. Bình hoa hả? Ok. Chị chụp gửi qua cho em được, em bóc luôn cho chị luôn. Nhà em đang cần trưng. Trưng ở nhà, mua nhà trưng á. Siêu to giá có siêu nhỏ không chị? Siêu to giá nhỏ mới đã. Ok chị. Em lên này bảo đảm chị Thu Hương mua. Em cam kết luôn, em lên cái này chị Thu Hương phải mua. Phải inbox mua. Một cái thố hai quay. Rồi bán rẻ nha mấy chị, chốt 80 mã 80 nguyên một set. 2 tầng 80.000. Mã 80 chốt mã 80. Để mai em gửi em chốt bia, em gửi hàng cho chị Thu Hương thôi. Rồi sao mai em đi công trường, em đi qua em lấy hàng rồi em giao hàng rồi em coi luôn. 80 chốt cho chị Thu Nguyễn Thị Thanh. Thu Hương sao rồi chị Thu Hương? Cái bình có quai trơn kìa anh. À cái đó là bình, đó là bình, cái đó là cái gì tự nhiên quên rồi ta, Tetsubin. Một ấm Tetsubin. Một ấm Tetsubin. Ấm này bán 150 thôi mà 150. Bán rẻ đó. Ai lấy comment 150 cắm Tetsubin này bán 150.000. Em bán 150k, ai lấy comment 150. Thấy chưa, rõ ràng rồi, rồi thôi bó tay luôn. 150 nha chị Biên Vũ. Tetsubin. Một trăm rưỡi chốt ở 150. Cái là Tetsubin đó chị Biên Vũ. Cái đó bình thường người ta bán cái đó phải 250 300.000. Ok chị. Rồi chén này, chén này bán 25k mã 25 chốt em mã 25 chén cơm nha, chứ không phải chén chè. 25.000 mã 25 bán rẻ đó mấy chị. 25 mã 25 chốt mã 25. Rồi một cái hũ luôn, hũ này mua trồng cây được mấy chị. Trồng cây hoặc thích thì đựng bút. 30.000 cái hũ này mã 30 chốt em mã 30. Cái chậu trồng cây đó, rồi chậu trồng cây hay hơn. Một cái khay mộc. Chuyện. Khay này bán mấy chị bao nhiêu ta? 70.000 thôi mà 70 chốt mà 70. Cái khay mộc. Khay mộc vẽ hoa mấy chị. Hoa khắc luôn, 70.000. Đây mã 70 chốt mã 70. Một cái khay mộc vẽ hoa 70.000 mã 70 chốt mã 70. Để em chúc với chị. Để em xuống này em cúp cho nó dễ. Thôi bán cái khay đó bán mấy chị. Ôi khay đó bán mấy chị 60.000 thôi mã 60 đó, ai chốt chốt giùm em mã 60 cho nó dễ. 60.000 mã 60. Cho 60 chốt nhà giường. Rồi. 10.000 mã 10.
10.000 mã 10, chốt em mã 10. Mã 10 chốt Yến Nguyễn, cặp dĩa này bán cho mấy chị là 25.000, mã 25, chốt mã 25. Cặp dĩa đó 25.000, mã 25, chốt em mã 25, 25 chốt zin. Tô mộc to mấy chị dơ nha, bị dơ nha, viền sô cô la đẹp xin sò. Cặp tô mộc này bán 50.000, mã 50, chốt mã 50. Cặp tô mộc em bán 50.000, ai chốt cho em mã 50. Chốt cho chị Vi em Vũ. Để em chốt cho chị Hứa. Em yên tâm đi, xa mấy chị Thu Hương cũng tới. 40.000 mã 40, chốt mã 40. Em ở quận 7 chị. Quận 7. Ủa Đạt có bán like nữa hả chị Thu Hương? 40.000 cái này nha, mã 40, chốt em mã 40. Rồi. Cái này là ông Daruma nè mấy chị. Cái này ông Daruma nha, mà nó bị dơ á. Cái này nè, cái này em bán 25.000 thôi, mã 25, chốt mã 25. 25.000 mã 25, chốt mã 25. 20.000 cái chén này, mã 20, chốt mã 20. 25 Quế. 15.000 mã 15, chốt mã 15. Hai mươi chốt Thiên Thanh. Mười lăm Yến Nguyễn. Rồi. 21.000 mã 21, chốt mã 21. 10.000 mã 10, chốt mã 10. Ôi gì đó hả, em đâu biết đâu. Cái chén này 15.000 thôi, mã 15, chốt em mã 15. Chén này 20.000, mã 20, chốt mã 20. Cặp này là cặp thố. Cặp thố này em bán cho mấy chị là 40.000 thôi, mã 40, chốt em mã 40. Ha, cặp thố phu thê 40k. 15 Thiên Thanh. Có là em không biết đâu. Thỏ. Rồi cặp này bán 4. Bán mấy chị cặp này 35.000 thôi, mã 35, chốt em mã 35 nha. Cái này 20.000 mã 20, chốt mã 20. 25.000 mã 25 cái chén rồng. Mã 25. 15.000 stick mã 15. Hai 2.000 cái ly mã 22, chốt mã 22.
10.000 mã 10, chốt mã 10. Hai hai chốt cho Thiên Thanh. Cái này bán mấy chị 20.000 mã 20, này bị dơ nha mấy chị. 20k mã 20 viền sô cô la. 21.000 mã 21, chốt mã 21 cái gì á. Rồi chén thấu quang 22.000 mã 22. Nhiêu giờ 15.000 mã 15. 21 nhà giường. Chị Thu 22 là cái gì vậy chị Thu à? 16.000 mã 16, cái ly chấm bi chốt cho em mã 16. 10.000 mã 10. 20.000 mã 20. Mười chín nghìn mã 19. Này có một cặp lận. Họ bán trước đi, cái này bán 25.000. Ai lấy comment cho em mã 25 cái ly. Rồi cặp caramel, cặp caramel này bán 30 mã 30, chốt cho em mã 30 cặp caramel. Đây một cái tủ gấu luôn, tủ gấu này bán 30.000 mã 30, chốt cho em mã 30 to chà bá luôn mấy chị, 30.000. Tô mì dairy gì đó không biết. 30 Thiên Thanh. Dạ ok chị. Đâu rồi em ơi, đâu rồi? Qua đây. Cặp này bán 20 mã 20. À cái kéo này hả? Kéo này cái kéo không biết nữa. Nè, để gì? À, em cắt thì nó coi giãn nè, còn để vậy thì nó giật cho nè. 20.000 luôn mã 20 kéo. Cặp này 21.000 đi mã 21 cho khỏi chục mã. Mèo thiệt à, mèo ơi mèo. 20.000 đó, 20 chốt nhà giường. Cặp chấm này bán cho mấy chị là 20.000 mã 20 luôn, chốt mã 20. Rồi cái tô mộc đẹp quá, tô mộc này bán 25k mã 25, chốt mã 25. Ba cái bán 30 mã 30. Tô mộc đẹp rồi mấy chị, 25.000 mã 25 tô to viền sô cô la. Cặp đĩa măng. Cặp đĩa măng là cặp nào? À. Cặp đĩa măng 30.000 quý ơi, mã 30 em. Chốt mã 30. Chơi cặp này nè. Nó là cặp Hello Kitty, nhưng mà nó là xứ Mỹ, xứ Pháp chứ lộn đây. Cặp này em bán cho mấy chị, cặp này em bán rẻ, mấy chị chốt được chốt 55.000 thôi, mã 55, chốt giùm em mã 55. 55k mã 55, chốt giùm em mã 55. Ủa bên đây sinh nhật tính hả? Để mai qua tặng sao tính rồi. 55k mã 55, cặp xứ Pháp, dĩa xứ Pháp size này size 20 nha mấy chị. Xứ Pháp nha, em bán có 27-28.000 cái dĩa à. Ngoại ơi, xứ Pháp hiện tại bây giờ nó đang bán là 140 một ký mà không có hàng bán. Còn bộ dĩa này là màu pe, viền xô, viền vàng. Chuyện bộ này ba cái bán cho mấy chị, ba cái bán mọi người là 90.000 mã 9,
90 chốt mã 90. Size rất là to nha mấy chị. 90.000 mã 90. Rồi bán này bán 25.000 thôi, mã 25 Tokonome. Ba cái 30 mã 30, chửi nữa. Chị Hương kia chửi em út hoài luôn, thiệt buồn ghê luôn á ta ơi. Chửi hoài chứ quỷ. Em có đâu không biết nữa. 30 chốt nhà vườn. Máy này lạnh thì chứ ốc nổi. Tính rồi, tính 10.000 mã 10, 15.000 mã 15, chốt mã 15. Đúng rồi, nó nhỏ nhỏ thôi rồi ta biết lớn là chết luôn. Còn ly đẹp quá, ly này bán 20 mà 20 chốt, mà 20 15 chốt bi em Vũ. Nó nhỏ nhỏ thôi chị ơi, 20 chốt cho bi em Vũ. Hai mươi mốt nghìn mã 21, chốt mã 21. Tính nữa cho hai đứa con chơi BD luôn. Chơi mô chứ lộ. Rồi 4 cái 60 mã 60, chốt mã 60. 4 cái 60 mã 60, chốt mã 60. 4 dĩa này 60k nha chị, mã 60, cái có 15.000. 60 nhà vườn. Zin sao? Cho cái này đẹp quá. Rồi cái này bán rẻ luôn. 65k thôi, mã 65 chốt cho em mã 65. Một cái hai quai màu đỏ 65.000. Mã 60 lao. Trời nó dơ cơ mà chị. Nó dơ. Nó dơ nha mọi người chứ không có bị gì hết nha. Không nhanh lắm chị. Rồi cặp này bán 50.000 mã 50 cặp dĩa viền hồng. Hai 50.000 mã 50, chốt mã 50. Ôi trời ơi. Anh đâu biết đâu, anh để lô đó cho em rồi kìa. Lấy luôn đi. Mai mốt trả. Lấy chị mua iPhone 12 làm chi. Trời ơi, em đâu có sợ đâu chị, em kêu thiếu mà không chịu thiếu đó. Em cho thiếu luôn 200 kg mà không chịu thiếu. Xài iPhone chứ em, anh nói thiệt, đừng xài iPhone, uổng phí lắm. Rồi 20.000 mà 20, chị Thu Hương gu chị. Chốt mà 20 cho chị Thu Hương hết cho vui coi. Chị Thu Hương này 20. Chị Thu Hương cũng chưa có cái này nè. Chị đừng nói chị có rồi nha, xà cừ. 1, 2, 3, 4, 5 cái.
Rồi 5 cái 100 nghìn mã 100. Ôi hớ rồi, hố rồi, hố rồi. Thôi lỡ rồi, bán luôn 5 cái 100 mã 100. Rồi cái này bán 50 mã 50, ai lấy luôn bán 50. 100 chốt quế. Năm cái dĩa xà cừ bán lộn 150 mới được, nhưng mà lỡ rồi thôi bán luôn, bán cho quế mà lỗ có 50 cũng đâu có lỗ nhiều đâu sợ. Sạc nhà vườn 50. Quê trước sau giờ cũng rửa, quê anh ghi đại quê chỉ cho nó nhanh. Rồi cái tô này bán 35.000 mã 35 chốt em mã 35. Chuyện đó nè. 35.000 mã 35 chốt mã 35. Cái này bán 30.000 thôi, mã 30 chốt mã 30. 35 nhà vườn. Ba mươi miều thì trước sau giờ mình cũng rửa à. Rồi cái này nè, nãy chung bộ cái gái nè mấy chị, cái này em bán cho mấy chị 25.000 nha, ai lấy comment cho em mã 25. Hồi nãy ai lấy cái ly rồi đó, em ưu tiên cho người này lấy cái này nè. Trời ơi làm sao rửa không ra, rửa không ra, nói anh gửi cho một chai thuốc chai cồn ra hết. 25.000 mã 25 chốt mã 25 giùm em. Hồi nãy ai chốt một cái rồi ta. Cái này to hơn nha, cho đủ bộ nè, nó nằm một cặp của nó nè. Ai chốt một cái nãy qua bắt tiêu rồi. À đây không, chưa ai chốt. Chưa ai chốt đây. Một cặp của nó đây mấy chị ơi. Cặp này bán 50 mã 50 chốt giùm em mã 50 một cặp ly. Ai lấy comment giùm em mã 50. Thôi để dành luôn đi, để dành cho má luôn. 50.000 mã 50 chốt mã 50. Không ra anh đền. Một cái ly hoa gì nè, 10k thôi mã 10 chốt mã 10. Lộ luôn, lầm luôn. Dĩa này bán cho mấy chị là 25.000 mã 25 chốt mã 25. Rồi đi lý dệt 30.000 mã 30 chốt mã 30. Mã 10 yến. Ba mươi là gì trời? À 30 mèo ly ngôi sao. Ok chị, để em cắt cái ly ngôi sao. Ly ngôi sao, ly ngôi sao, ly ngôi sao. À ly này hả? 15.000 thôi mã 15 chốt mã 15. 10k mã 10 chốt mã 10. 11.000 chốt mã 11. 9.000 chốt mã 9. Cặp chén xưa bán 40k mã 40 chốt mã 40. Cặp chén lam xưa nghe mấy chị, mã 40 chốt mã 40. Từ từ nha, từ từ. 15 BM Vũ. Mã 9 Thiên Thanh. Mã 40 Yến Nguyễn. Còn ai nữa không ta? Còn ai em chưa đọc cái tên chốt gì không? Rồi cặp tô rồi luôn, cặp dĩa luôn. Cặp dĩa này bán 40 mã 40, cặp dĩa gấu bu bán 40k mã 40, ai chốt cho em mã 40. Còn mã 11 Biên Vũ.
cặp dĩa gấu bu này bán 40.000, to ra chà bá luôn, mà 40 thôi, chốt mà 40 ha. Rồi chiều dành giật mua. Rồi hai cái chấm này bán 15.000, mã 15 chốt mã 15. 16.000, mã 16 chốt mã 16. Nhanh gọn lẹ. Cái này có hai cái nha mấy chị. Cái này có hai cái. Cặp này bán cho mấy chị là 25.000 thôi, mã 25 chốt mã 25 giùm em. 15 chốt quế. Hai lăm zin, zin 25, đừng 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 đừng. Ô, cặp này xuất sắc. Cặp này bán 60, mã 60 chốt mã 60. Cặp gấu, cặp dĩa gấu ha mấy chị, gấu bằng quần jean, bỏ áo vô quần. Ô gì, sọc tay vô quần gì đó ha. 50.000 cái cặp đó, mã 50 chốt mã 50. Ô 60 chứ lộn, 60. 60.000. Mã 60 chốt mã 60. Thôi bán 50 luôn, ở rồi. 50k mã 50, cặp dĩa gấu đó chốt giùm em mã 50. Ly cam này 15.000 thôi, mã 15 chốt giùm em mã 15. Ly hồng này bán cho mấy chị là 21.000, mã 21 chốt mã 21. Ly dịch không bán. Ly dịch bán nhiều giờ, ly dịch bán 25 đi. Mã 25 nha, chốt giùm em mã 25. Ủa Phan, nãy giờ mã 25 có cái nào 25 không ta? 25k mã 25 đó chị. 25 thì trang. Cái gì đây? 20.000. Mã 20 chốt mã 20. Ly vịt 25 chốt rồi chị Dĩ Thanh ơi. Trời ơi cái này mới không chốt rồi trời. 25.000, 26.000. Cặp này 45.000 bán luôn đó, không có để dành. 15 mã 15. 26 chốt nhà vườn. Hai chục mã 20. Ly gì đây? 21.000, mã 21. Cặp dĩa lam. Cặp này bán 30, mã 30 chốt mã 30. Ly này bán 22.000, mã 22 chốt mã 22. Cái gì đây? Cặp này 10.000, mã 10. Phan 30 chốt zin. 30 của zin là cặp lan. Mã 10 là BM. BM Vũ 10k. Sale sập sàn sao. 20.000, mã 20 chốt mã 20. Cặp dĩa mộc này bán cho mấy chị là 50.000, mã 50 chốt mã 50. Chuyện mới cáo luôn. 20 nhà vườn.
50 nhà vườn. Cái gì đây? Cô te rồi đây. Rồi. 3 4 5 cái, gọi 5 cái 50, mã 50. Chốt nhẹ luôn cho mấy chị 50.000 mã 50, chốt mã 50. Nhanh gọn luôn cái chơi nha. Bắt đầu bụp 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 chát chát bụp bụp rồi. Cho nó nhanh nè. Ba mươi lăm nghìn mã 35, chốt mã 35. 15.000 mã 15, chốt mã 15. 20.000 chốt mã 20. Xíu nữa ngủ rồi, 20 phút nữa ngủ rồi. Nhanh bụp chát 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 20 này nhanh lắm. 20 mèo. Nhanh gọn. Gì đây? 15, mã 15. Chốt mã 15. 5 cái dĩa mộc. Màu xanh lá. Ở 2 4 6 6 cái mẹ tặng ha. Cái mẹ anh tặng. Còn 5 cái bán bao nhiêu trời? 5 cái bán 70 mà 70. Ai lấy comment ở 70. Có cái tặng nha. 5 cái 70. Comment ở 70. Tặng cho con cái. Rồi dễ mọc 5 cái 70. 70 nhà vườn. 5 tặng 1. Cái gì đây? Trời cái ly đẹp quá. Và cái ly này bán cho mấy chị 25k thôi, mã 25, chốt mã 25 bán rẻ đó. Cặp xà cừ, cặp dĩa xà cừ 35.000, mã 35 chốt giùm em mã 35, chuyện đàng hoàng. Cặp dĩa xà cừ hoa hồng bán 35.000 mã 35. 25 nhà vườn. Zin. Cặp dĩa này nó màu trắng đó mấy chị. Và rất là đẹp nha. Trắng tinh luôn. Đẹp xịn sò luôn mấy chị. Dĩa này đẹp như xứ Pháp. Cặp này bán 40, mã 40, chốt mã 40. Cặp dĩa size to. 40.000 mã 40, chốt mã 40. Trời mô Phật. 30.000 mã 30 luôn. Chốt mã 30. To chà bá. 30.000 mã 30, chốt mã 30. 25.000, mã 25, chốt mã 25. 30 thì trang. 가지 đây. Này nếu có cặp để đi hồi bán. Ô con chó 10.000 mã 10. Cặp này bán 30, chốt mã 30. Một cặp chén 30.000 mã 30, chốt mã 30. Doraemon 25k mã 25, chốt mã 25. Hisami cho. Set này bán 30, mã 30, ai chốt cho em mã 30. 30 chốt cho BM Vũ. Ba mươi set nhà vườn. Em còn 100 pin nữa đó mấy chị. Nên nếu mà có hết em ao nữa mọi người thông cảm nha. Không báo trước nha. 20.000 mã 20, chốt mã 20. Nhanh gọn đó. Nhanh mấy chị ơi. 5 cái dĩa con cò này. 5 cái dĩa này bán cho mấy chị 50.000. Mã 50, chốt mã 50. Nhanh gọn.
bộ ba cái dĩa tam thái bán 60.000, mã 60 chốt mã 60. 50 BM. Caramel chế tin 15.000, mã 15. Chốt mã 15, 60 chốt quế. Chén này 15k, mã 15. Rồi đẹp quá, 16.000, mã 16. 10.000, mã 10. Bán nhanh gọn luôn. Cặp này 30.000, mã 30, chốt mã 30. Ly này 16.000 đi, mã 16. Ô, 17 đi, mã 17, chốt mã 17 nha. 16 chốt Thiên Thanh, chị Thu Hương sao rồi. Mã 10 chốt cho Jin. Mã 10 là cái gì trời ơi, qua ở cái Jin, cái ly cái gì. Mèo là cái gì? 30 à mèo em ơi. Mèo 30 à 30 mèo. Đúng rồi. Cái này tặng cái nắp luôn nè. Hồi nãy ai chốt cái gì đó. Nè, mã 16 rồi Thiên Thanh tặng em cái nắp luôn nè. Bỏ lên. Thôi gắt đũa nè. Tặng nha. À đấy mày mới tặng giùm em. Dĩa mộc mà to chà bá luôn. Dĩa mày em bán 40, mã 40 chốt mã 40. Trời lên lẹ mới được. Ok, tặng cho BM Vũ nè. Mã 15, chốt mã 15. 40 chốt quế, quế 40. Dĩa mộc này đẹp. Mười lăm Yến Nguyễn. Đâu rồi bạn ơi? Về đây. Bán luôn. Bốn cái dĩa. 40. Mã 40. 20 mã 20. Bốn mươi Yến Nguyễn. Bốn mươi nghìn, mã 40. Một bài cá coi. 20, mã 20. 21.000, mã 21. Ủa 40 cá coi hả Yến, hả Quế? Quế chốt vào 40 cá coi hả Quế? Phải không? Không phải không? Lỡ rồi để đây đi. 10 mã 10. 11 mã 11. 25.000 mã 25. Bán luôn mỗi dĩa lam đẹp xịn sò. 26.000 cái tô, mã 26 chốt mã 26. Mẫu dĩa xà cừ vàng. Dĩa này bán 27.000, mã 27.
Mã 10 Yến Nguyễn, 11 Thu Nguyễn Thị Thanh. Yến Nguyễn 10.000, 11 là Thu Nguyễn Thị Thanh, 11k. Ai nữa trời? 25 là Jin. Jin 25 là cái gì làm? Em biết chị. Ủa Jin là cái dĩa xà cừ hả ta? Ủa không không. Dĩa xà cừ này bán 20 mà 20, nhanh gọn. Ba cái dĩa này bán 60 mã 60, chốt mã 60. Ba cái 60 chốt giùm em mã 60. À 60 nhà vườn. Hai mươi lăm nghìn mã 25, chốt giùm em mã 25. Thố này bán cho chị 26 nghìn mã 26, chốt giùm em mã 26. Một cái thố hoa 26 nghìn mã 26, chốt em mã 26. Gì đây? Ôi ly này có bị gì không? Không, ly này 20 mã 20. 26 chốt Thiên Thanh. Lên cho nó nhanh. Rồi bẻ dĩa lam. 5 cái. Đây, hàng Âu nha. Rồi 5 cái bán này 100.000 mã 100, chốt mã 100. Set nó bán 100k mã 100. Cặp này bán cho mấy chị là 30.000 mã 30, chốt giùm em cặp chén 30.000. Ai lấy cặp em mã 30 giùm em. 20.000 mã 20. Trăm gì? Ôi gần hết rồi, mấy chị ơi giúp em nhanh gọn đi. Rồi cái này 21.000 mà 21. 10 hoài chết luôn. 10k mã 10. Hết chưa? Với cặp dĩa của em quý ơi. Một cái bị thấm men rồi. Bán cái tặng cái. Bán cái này 15.000 mã 15 kèm mã tặng. Bán cái tặng cái. Zin 15 chút gì. Quấy rồi. Hai chục. Trời, cặp dĩa hai ngang. Gọi hai cái dĩa hai ngang này bán cho mấy chị 21.000 mã 21. Cái này hai cái mấy chị một cặp nha. 21k mã 21. 20 thì trang. Rồi. 15.000 mã 15 ly uống cà phê to chà bá luôn mã 15, chốt mã 15. Hai chục mã 20, chốt mã 20. Rồi 21.000 mã 21, chốt mã 21. 21.000 mã 21, chốt mã 21. Đi qua dưới cái địa chữ là cái nào rồi. Ly này hả? Ly này 15.000 mã 15, chốt em mã 15. Ba cái này bán luôn 45.000, 40k thôi mã 40. Ba cái dĩa 40 mà 40. Ơ cái này có set nha mấy chị ơi, sorry nha. Cái này nó có set trà nha. Bán nhầm nè. Set này 40. Set này 35 thôi mà 35. 40 chốt cho Jin. Jin 40 là cái gì? Bán gì đó.
35 nhà vườn. Ok quý vị. Đâu rồi? 3 chén 5. 3 chén này bán cho mấy chị 50 mã 50. Bầu dĩa trái ớt. Bầu dĩa trái ớt 2 4 5 cái, 5 cái 90 mã 90 chốt em mã 90. Chuyển nha, chuyển chìm nha. 5 cái 90 mã 90 chốt mã 90. Rồi cái này 15.000. Bán rẻ luôn, mã 15 chốt mã 15, nhanh gọn. Rồi hết nha mấy chị. 16.000 mã 16 chốt mã 16. Rồi. 90 chốt yến. Ly quay trắng à. Ly này chị, ly này 10.000 thôi mã 10. Chốt cho BM Vũ nè. Rồi. Ok. Rồi em chân thành cảm ơn mấy chị nha mấy chị đã ủng hộ em. Chung rất là cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp mọi người vào thứ hai. Ngày mai em nghỉ một ngày, thật sự là nghỉ để mà chốt đơn hết cho mấy chị. Đĩa Mickey hả? Đĩa Mickey bán luôn 20.000 mã 20 chốt mã 20. BM Vũ ơi, 20k mã 20. Rồi ha. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào tối thứ hai. Bye bye nha mấy chị. Chúc mọi người ngủ ngon, good night.